Dạ vâng ạ, xin chào tất cả mọi người nhé và chào mừng mọi người đã đến với video tiếp theo. Và tiếp tục thì ở trong video ngày hôm nay thì em cũng sẽ lại lên cho cả nhà mình. Đó chính là các mẫu đồng hồ chính hãng của Nhật, Thụy Sĩ và đều được đấu giá trực tiếp ở trên trang Nhật. Vì thế cho nên là sẽ có những phiên bản còn mới nguyên zin chưa qua sử dụng và có những phiên bản thì cũng đã qua sử dụng rồi. Và em sẽ giới thiệu chi tiết hơn cho cả nhà mình ở trong video. Hy vọng rằng mọi người cũng sẽ dành nhiều thời gian để có thể theo dõi hết video của em. Và mọi người yêu thích ở mã sản phẩm nào thì có thể liên hệ đặt hàng theo số hotline và cũng là số Zalo. Đó là số 0858585 từ quý 2 hoặc có thể để dưới phần comment bình luận. Và ngày hôm nay thì phải nói thật sự là có rất nhiều các phiên bản siêu phẩm đã cập bến cho cả nhà mình. Đó chính là một mẫu Enzeloser với thiết kế form của nó, đó chính là mặt tròn và đây là một cái phiên bản sử dụng máy Thụy Sĩ. Ngoài ra sẽ có mẫu của Citizen, Technot, Fubo, Selco, Invicta và một vài thương hiệu khác nữa. Và hy vọng rằng mọi người sẽ dành hết nhiều thời gian để có thể theo dõi video của em và có thể chọn được những mẫu hàng mà mình ưng ý nhất nhé. Thì các chị mọi người chốt đơn thì gọi điện trực tiếp theo số hotline hoặc có thể nhắn tin qua số cũng là số Zalo của em luôn. Đó là số 0858585 từ quý 2. Cảm ơn mọi người rất nhiều và không để mọi người đợi lâu thì em cũng sẽ lên luôn cho cả nhà mình với mã sản phẩm đầu tiên. Với phiên bản đồng hồ đầu tiên ý, thì em sẽ lên cho cả nhà mình. Đó là ở phiên bản em lên cho cả nhà mình mẫu của Technot nhé. Thương hiệu Technot thì nói chung là cũng không xa lạ gì với tất cả mọi người rồi, đúng không ạ? Nếu anh chị nào mọi người mà xem đến các cái video trước đó của em rồi thì chắc chắn là mọi người sẽ đều biết đến về thương hiệu Technot. Vì là em đấu rất là nhiều với các cái mẫu Technot ấy. Tức là kiểu mẫu mã của họ rất là đa dạng, mà thứ hai nữa đó là chất lượng của họ cũng rất là tốt. Vì Technot thì ngày xưa nó là một thương hiệu của Thụy Sĩ mà sau đó thì người ta đã có một vài biến cố và sau đó người ta chuyển nhượng lại cho Nhật, và hiện tại thì bây giờ Technot nó sẽ là thương hiệu của Nhật và nó cũng tất nhiên nó cũng sẽ phải sử dụng của nó, đó là máy của Nhật rồi đấy. Thì tất nhiên là người ta cũng vẫn có các cái dây chuyền hay là nó vẫn có các cái tiêu chí theo cái kiểu công nghệ giống như là của Thụy, thì cho nên là từ mẫu mã thiết kế này hay là từ các cái kiểu form dáng ấy nó sẽ rất là đẹp luôn ấy, và nó gần như là nó sẽ bắt kịp với cả hot trend, đúng không ạ? Và nó không bị sợ bị lỗi mốt. Ví dụ như mẫu này mọi người thấy không ạ? Đó, đây là một cái bản Technot và hai ô cửa sổ lịch, nó giống form của Rolex. Nó sẽ có một lịch thứ và một lịch ngày ở vị trí 3 và 12 giờ. Đấy, đây nhá, mọi người có thể thấy là mặt bên trong này màu xanh nhá, và nó trải đều có đường vân luôn. Cọc số thì vừa là la mã, vừa là cọc vạch, và độ trúng nước là 5 ATM. Dòng này thì thường người ta sẽ sử dụng kính cứng cường lực thôi. Thế nhưng mà mọi người hoàn toàn yên tâm rằng là với các cái thương hiệu đồng hồ chính hãng ở đây ý, đúng không ạ? Đó là em đấu trực tiếp ở trên trang Nhật về thì như mọi người thấy không ạ? Đầy những cái mẫu, thi thoảng có những cái mẫu mà em đấu về các bản Technot mà đã qua sử dụng rồi nhá. Đó, mà mặt kính của nó chưa hề có một vết cháy xước gì. Bởi vì là các cái kính này họ làm rất là cẩn thận ý. Nó là cái dòng kính cứng cường lực và nó có cái độ chống va đập của nó rất là tốt. Và tất nhiên là không thể nào đạt được tuyệt đối là 100%, đúng không ạ? Giống như là kính sapphire về cái độ chống trời chống xước. Nhưng mà nó phải đạt được trên 80% rồi. Đấy, thì các anh chị mọi người sử dụng ở cái dòng này hoàn toàn là yên tâm luôn. Sử dụng rất là thích luôn nha mọi người nhá. Đấy không ạ? Vừa là có cái độ chống trời chống xước của nó rất là ok này. Đó, thứ hai nữa là chống độ chống va đập của nó rất là tốt này. Đó, thì với ở phiên bản này thì cái chi tiết niềng ý, đây mọi người đúng không ạ? Đấy, nó sẽ gắn đá nha. Niềng của nó sẽ được nạm toàn bộ phần viền đá này. Và các viên đá này của nó đều được ghim chấu hết. Nó rất là sáng. Cái này mà mọi người nhìn ở ngoài nó sẽ lên lửa luôn nhá. Đây này. Đó, các anh chị thấy không? Nó lên các cái màu xanh này, màu đỏ này, màu vàng này. Đó, từng góc cạnh nhá. Đá nó giống như là người ta gọi giống như là cái kiểu cái ánh sáng của các viên kim cương ấy, trông rất là đẹp luôn. Ở bản này thì sử dụng đúng gen, vì thế cho nên độ chống nước cũng rất là ok. Dây thì phay xước ở hai bên, sáng bóng ở giữa và dây thiết kế cũng giống như là của Rolex luôn. Đúng không ạ? Chốt khóa nguyên zin này. Đằng sau đấy thì có thông số về độ chống nước này, ô stainless steel và mã check của nó đi kèm. Ở đây thì có tag mark của nó và mã check của nó luôn nhé. Đó là 38.500 yên, tức là tương đương với tổng khoảng độ 6 triệu. Bản này thì có size đó là 36.8. Và mẫu này là 4, và càng của nó là 44 nhé. Càng của nó là 44, đấy. Thế mọi người thấy không? Nó không hề nhỏ đâu ạ. Bởi vì mọi người thấy là size 36.8 nó cứ cho là size 37 đi, là nó sẽ nhỏ hơn size 40 đấy, đúng không ạ? Đấy, thì mọi người sẽ hay nghĩ là ủa cái size này nhỏ thế, nhưng mà không nhá mọi người nha. Cái này là sẽ dành cho các anh nam tay vừa và nhỏ hơi to mọi người có thể đeo được. Bởi vì cái dòng này rất là dễ đeo, form của Rolex ấy, đúng không ạ? Nên là gần như là tay to, tay nhỏ hay là tay vừa vừa là mọi người đều đeo ok hết. Đó, không kén tay nhá. Riêng mẫu này thì không kén tay. Bản em đang để cho cả nhà mình đó là 2.450.000. 2.450.000, và đây sẽ ở mã hàng đầu tiên, đó chính là mã 151. 2450, mã 151. Tiếp theo di chuyển sang ở mã 152.
Đối với phiên bản 152 thì em sẽ lên cho cả nhà mình mã 152. Đó chính là mẫu của Seiko. Đây là một cái phiên bản Seiko siêu phẩm rất rất đẹp và rất là xuất sắc. Cái bản này thì nó có một cái quyển sổ về kèm đây này mọi người. Em chưa 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 mở ra nốt đây, nó có một cái quyển sổ kèm ở bên trong này. Đấy thì khi hàng về như thế nào thì em cũng gửi đầy đủ cho cả nhà mình như vậy. Đó, nó có hộp nhá. Đây, mọi người thấy không? Thề với cả nhà mình luôn, mặt đẹp cực kỳ. Nếu mà anh chị nào mọi người chơi về Seiko ấy thì chắc chắn là các chị sẽ biết đến các cái kiểu cái nền mặt của Seiko rồi. Đúng không ạ? Và đây là cái nền mà mọi phải nói thật sự là cực kỳ đẹp và rất là xuất sắc. Đấy, nó màu trắng thôi đúng không ạ? Nó cũng chẳng còn cần phải màu mè gì cả. Màu trắng nguyên thôi, nhưng mà các anh chị thấy không? Nó trải này, trải từ trên trải xuống này. Đây là cái logo biểu tượng của nó nhá, được làm rất là rõ ràng chi tiết ở vị trí góc 12 giờ. Lịch ở vị trí góc 3 giờ và từ trước đến giờ thì chưa bao giờ em đấu được một cái mẫu Seiko mà đẹp như thế này đâu. Đấy, đây là mẫu pin thôi ạ. Như các chị thấy đẹp không? Rất là xuất sắc nha. Form kiểu dáng của nó thì nó hơi theo kiểu dạng như là form của Havlock ấy. Dây này, phay xước này, sáng bóng này sẽ kết hợp với nhau nhá. Dây rất là dày, dây thép đúc nha. Và đây đằng sau đáy đây. Thì tất nhiên là với mẫu này thì cũng đã qua sử dụng rồi, nhưng mà mọi người thấy là tổng thể về cái phần viền mặt trước ấy, đúng không ạ? Nó không hào một cái gì cả. Nó chỉ có mỗi cái đằng sau đáy này thì nó có một vài cái vết gọi là đây xước lông mèo nhỏ thôi. Đấy, thì các anh chị có thể quan sát luôn ở đằng sau đáy luôn. Nói chung là nó không đáng kể. Với cả nó nằm trong cổ tay của mình rồi thì nó cũng không lộ lắm, đúng không ạ? Moment Japan nhá, tất nhiên là sử dụng máy Nhật đúng không ạ? Bởi vì Seiko nó là một cái tập đoàn rất là lớn của Nhật rồi. Và Keichina K thì tức là vỏ của nó sẽ được sản xuất tại nhà máy của Seiko, được đặt tại bên Trung. Bởi vì là Seiko hay Citizen hay tất cả các thương hiệu thì họ đều có các trụ sở đặt được bên nước thứ ba. Đó, để họ mở rộng, để họ có thể là mở rộng sản xuất này. Rồi sau đó là tiết kiệm bớt các cái chi phí đi. Đấy, vì thế cho nên là vẫn có các cái trụ sở ở bên nước thứ ba. Thế nhưng mà hoàn toàn là người ta đặt vị trí ở đó thôi, chứ còn đâu là vẫn phải theo tiêu chuẩn công nghệ của hãng, tất cả theo dây chuyền công nghệ của hãng hết nhá mọi người nha. Đây chị thấy mặt rất đẹp luôn nhá, viền này, cạnh này, dây chốt khóa này. Thề bản này đẹp mê ly luôn ý. Các anh chị cứ nhận hàng mở ra kiểm tra xem có đúng như là em nói không. Size 39.7 và càng của mẫu này là 47.5. Cái này thì cho anh nạp tay to một chút xíu nhá. Cổ tay tầm từ 17 trở lên thì sẽ đẹp hơn. Bởi vì tay 16.5 như tay em thì cũng vẫn ôm rồi. Thế nhưng mà để tay đẹp hơn thì tay từ tay 17 trở lên. Món này em đang để luôn cho cả nhà mình đó là 2.950.000. 2.950.000. Rất đẹp và rất là xuất sắc. Đấy, đây các anh chị nhìn kỹ chi tiết này. Đó, 2.950. Bản này sẽ ở mã 152. Mã 152 nhá. Full hộp nhá mọi người nhá. Tiếp theo di chuyển sang ở mã 153 thì em sẽ lên luôn một cái phiên bản siêu phẩm mà phải nói là được rất nhiều các anh nam mong đợi. Như hôm vừa rồi thì cũng có rất nhiều các anh nam có hỏi em ở mẫu này nhưng mà không có. Dạ vâng. Và hôm nay thì em có về lại cho cả nhà mình ở phiên bản này, thì nếu mà anh chị nào mà hôm trước có hỏi em có chốt ở mẫu này mà không có hàng thì các anh chị mọi người có thể nhắn lại cho em. Đây là mẫu của Angelose Original đúng không ạ? Đấy, và đây là hàng chuẩn chính hãng. Và có bảo hành 2 năm tại hãng luôn nha mọi người nha. Đây, đấy. Thì nó sẽ có cả cái đây là tem chuyện dấu của Angelose Original Watch. Đấy, đấy là của hãng này, đúng không ạ? Và đây nó có tên được chuyện luôn nhá, ngoại chuyện này, mã số của nó đi kèm này. Đó. Và khi mà gửi hàng cho cả nhà mình ấy thì em sẽ gửi đầy đủ luôn cho cả nhà mình luôn. Thì hàng tới nơi rồi, các chị mọi người cứ mở ra các anh chị kiểm tra. Đây ạ, đây các anh chị thấy đẹp chưa ạ? Rất là xuất sắc nha. Đây là cái hộp bên ngoài thôi, nó đã là hộp gỗ nhá. Và đây các chị mở ra bên trong này. Đó, nó có nắp hộp như thế này. Cái này các chị mọi người kể cả cái đợt cuối năm này mà mọi người muốn làm quà tặng ấy cũng sẽ rất là có ý nghĩa luôn, bởi vì là nguyên cái hộp thôi ấy, người ta đã nhìn là người ta đã thấy ưng mắt rồi đúng không ạ? Bằng chưa đến siêu phẩm hẳn thì bây giờ mình sẽ xem về các cái phụ kiện đi kèm. Thì ở đây nó có một cái dây giật lên như thế này. Dạ vâng. Và đây là thẻ nhá, thẻ của Angelose Original này. Đúng không ạ? Thẻ này. Đó, tiếp theo là nó có sẽ có một cái khăn. Khăn của hãng và nó có một cái quyển sổ đi kèm. Đấy, người ta sẽ để như vậy nha. Đầu tiên về em cũng không biết là cái dây này kéo lên đâu. Vì lúc đấy là cái dây nó nằm ở vị trí phía bên dưới á. Dạ vâng, cũng chẳng biết là cái dây để làm gì. Xong rồi là để như thế này là mình nhấc lên cả sổ cả thẻ rất là dễ dàng. Đây, hộp này. Đó, và bây giờ thì sẽ đến phiên bản siêu phẩm ở trong video ngày hôm nay. Em cho cả nhà mình xem mẫu này thì phải nói thật sự rất rất đẹp và rất là xuất sắc.
Đây nha. Angel Loser. Đẹp chưa? Trời ơi, đẹp sáng soi gương luôn. Với phiên bản Angel Loser này thì đây là một cái phiên bản mà có cái độ tích cóp của nó, nó có hiển thị luôn ở trên phần mặt đồng hồ luôn, đó chính là 80 tiếng power. Đúng không ạ? Tức là thời gian tích cóp tối đa của nó sẽ là 80 tiếng. Anh chị thấy là bộ máy của nó phải nói thực sự là quá kinh khủng luôn đúng không ạ? Bởi vì thường thì các cái mẫu đồng hồ máy Thụy Sĩ thì nó chỉ đạt được đến khoảng độ tầm 40 hoặc 40 tiếng thôi. Ví dụ như là Tissot thì có một cái dòng riêng của nó là dòng Powermatic 80, thì cái mẫu của Angel Loser này nó cũng là cái thời gian tích cóp của nó sẽ là 80 tiếng ở đây. Đây là mẫu cơ tự động và nó sẽ có cả trợ có tay đi kèm nhá. Và khi em lên có tay thì các anh chị thấy là nó đang chạy và đang hoạt động rồi. Đây là cái logo biểu tượng của Angel Loser này. Đó, ở cái phần kim đúng không ạ? Và kim giờ này, kim phút này, kim giây thanh mảnh đẹp nhá. Rồi sau đó là cái gì ạ? Cái phần cọc số này. Đó, cũng còn rất là thanh. Mặt bên trong thì cái tông nền của nó sẽ là màu nâu cà phê. Nhưng mà mọi người thấy không? Cái màu nâu cà phê này nó phải nói là nó nhìn trông rất là sang ý. Mọi người thấy là nếu mà bình thường nhá, các mẫu khác thì cái màu nâu của nó sẽ rất là đậm. Đúng không ạ? Màu nâu đậm. Nhưng ở đây nó không. Ở đây này, bên trong này này, nó sẽ có cái màu nó sẽ nhạt, tông nhạt hơn một chút xíu nhá. Xong bên ngoài này này, đúng không ạ? Nó giống như là ombre ấy, nó có cái sự lan tỏa ra từ trong tâm này ra. Đó, nhìn trông nó sẽ rất là đẹp nhá, cái viền này này. Đó, mọi người đúng không ạ? Đây, khi ánh sáng nó chiếu vào từng cái nền mặt này, rất đẹp. Cái này mọi người phải nhìn ở bên ngoài ấy, nó còn đẹp hơn cả trên video. Đó, đây là viền cạnh. Và tất nhiên là nó sẽ sử dụng kính của nó sẽ là kính sapphire crystal, sapphire nguyên khối nhá, và nó sẽ giúp cho cái đồng hồ của mình chống chảy chống xước. Đây cũng là một cái điểm cộng tuyệt đối cho bản Angel Loser này. Cái lịch thì nó sẽ có một cái ô cửa sổ lịch này, nó sẽ hơi lõm xuống một chút xíu đúng không ạ? Nó có một cái lịch lọc rất là rộng mở ở đây. Đấy mọi người đúng không ạ? Đấy, đây là núm nhá, đây là logo này. Đây nó cùng trùng với cả cái logo ở đây nhá. Núm này, cạnh này, phay xước này. Đúng không ạ? Phay xước nha. Đây, còn nguyên siêu nhá. Và dây của nó thì nó sẽ có các cái mắt này, đúng không ạ? Nó đan xen với nhau ấy, nó gần giống như là dây hạt gạo ấy. Đúng không ạ? Dây này, chốt khóa này, nguyên zin được triện nhá. Và đây, và mọi người sẽ xem đến đó chính là cái bộ máy ở đằng sau. Với độ chống nước của bản này đó chính là 5 ATM. Đó, nằm trong bộ suy lọc của dòng Budapest. Bản Angel Loser này thì nó sẽ có thời gian take off của nó sẽ là 80 tiếng power. Đây ạ, Angel Loser 29 Jewel. Đó, 29 Jewel tức là 27 nhá, 27 là 27 chân kính nhá. 27 chân kính nha. Thời gian tích cóp của nó là 80 tiếng. Đây là một cái bộ máy của Thụy Sĩ và các anh chị thấy là cái thương hiệu này là họ tự thiết kế và tự sản xuất máy luôn. Đó. Nên là các anh chị thấy là bộ máy của họ ấy, tức là nó không chỉ đẹp về cái chất lượng của nó đâu. Đúng không ạ? Không chỉ đẹp về chất lượng đâu nhá, mà nó còn đẹp cả về cái tức là cái hình thức của máy. Bởi vì nó lộ cơ đằng sau mà. Đây mọi người thấy không? Đó. Nếu như ở các bản khác ấy thì nó chỉ có lộ ở bên trong lòng này thôi. Đó, một chút xíu này thôi đúng không ạ? Một khoảng nhỏ thôi, nhưng ở đây thì coi như là lộ toàn cái bộ máy của nó ra luôn. Đấy, lộ toàn bộ bộ máy luôn nha. Và các anh chị thấy bộ máy bên trong này, các cái đường vân này, đánh này rất là đẹp nhá. Viền này, cạnh này, núm này. Đây. Và nó có số hiệu máy của nó chính là Can A4610 27 chân kính. Đó, rất đẹp luôn đúng không ạ? Búa này, mặt trước này, mặt sau. Thật sự là ngắm nguyên cái bộ máy thôi là đã thấy xuất sắc rồi. Đấy nha. Đây là Angel Loser này, tag mark model của nó nha. Thì ở đây này, nó có chuyện dấu của Angel Loser. Đúng không ạ? Và đây, nó sẽ trùng với cả cái thẻ như thế này. Đó. Đây là viền. Đây, nó có một cái miếng da đấy, miếng da tét đấy. Đó. Mẫu này lại còn size hợp lý nữa cơ. Đúng không ạ? Gọi là size quốc dân luôn ấy, size 40 nhá mọi người nha. Size 40 này và càng của mẫu này sẽ là 48. Em sẽ đeo lên tay cho cả nhà mình cùng xem. Bản này phải thề với cả nhà mình quá đẹp và xuất sắc. Đây. Thấy chưa? Angel Loser. Đẹp nhá. Mẫu này thì em đang để luôn cho cả nhà mình đó là 5.350.000. 5.350.000 nhá. Phải nói là quá xứng đáng để các anh chị mọi người sở hữu phiên bản này. Đấy. Mẫu này sẽ ở mã tiếp theo đó chính là mã 153 Angel Loser mã 153 nhé. 5.350.000 mã 153. Hộp của nó khá là nặng đấy, bởi vì là hộp của nó là cái hộp gỗ ấy. Nó còn có cả một cái hộp bên ngoài nữa cơ. Đấy thì khi mà hàng tới nơi rồi các anh chị cứ mở ra các anh chị kiểm tra đầy đủ.
Thế nhá, thì em sẽ gửi đầy đủ tất cả các cái phụ kiện, tức là lên trên video như thế nào thì em sẽ gửi đầy đủ cho cả nhà mình như vậy. Di chuyển tiếp theo sang ở mã 154 nhé. Ở phiên bản 154 thì em sẽ lên cho cả nhà mình đó là mẫu của Enzo Clover. Mẫu kia là Enzo Loser nhé. Dạ vâng, thì nó là thương hiệu của Thụy Sĩ. Thế còn ở đây này thì nó sẽ là cái thương hiệu của Ý. Dạ vâng, Enzo Clover thương hiệu của Ý. Ở bản Enzo Clover này thì đây nó mỗi một mẫu em đấu về đúng không ạ? Nó có một cái mã vận đơn ở đây này. Nhưng mà cái này nó không về hộp đâu, em sợ là để ra ngoài nó xước ấy, nên là em cũng thả luôn nó ở trong này luôn. Đây. Mọi người thấy cái mẫu Enzo Clover đẹp không? Rất đẹp nha, rất đẹp luôn. Đây là mẫu Solar Moment nhá, tức là sử dụng đó là pin năng lượng mặt trời. Đúng không ạ? Đấy, sử dụng pin năng lượng mặt trời, vì thế cho nên là cái tuổi thọ pin của nó được rất là lâu luôn. Và đây là mẫu Enzo Chronograph, tức là bấm giờ thể thao này. Nó có độ chống nước của nó sẽ là 200m, tương đương với cả 660 feet. Ở đây thì nó có kim 24 giờ một ngày nhá. Có kim dây chạy chrono này, thời gian đo tốc độ tối đa này, lịch ở vị trí có 4:30 giờ. Đó, mặt bên trong này, màu của nó sẽ hơi kiểu xanh xanh tím tím một chút xíu ấy, nhìn cho nó rất là đẹp, nó giống như là màu vân đá ấy. Đây em sẽ soi cái dạ quang cho cả nhà mình nhá. Thì trong điều kiện sáng kém buổi tối này thì nó sẽ có dạ quang sáng ở cái phần kim và phần cọc số để cho mọi người có thể là quan sát cái thời gian rất là dễ dàng. Niềng xoay nhá, niềng xoay này, núm ren này, đáy vặn này, đúng không ạ? Vì thế cho nên độ chống nước của nó rất là tốt này, 200m tương đương với 660 feet. Đây Enzo Loser này, tất cả phần đáy này. Đó, nó sẽ có các đường vân nổi lên đúng không ạ? All Stainless Steel Solar Japan Moment. Đấy là về cái phần viền đây này, giống như là phần viền đá này. Dây thì sẽ sử dụng đó là dây silicone và phía bên trên được bọc da nhé. Cái dây silicone này thì độ đàn hồi rất là tốt, ôm tay và không bị mùi giống như dây da đâu. Thế cho nên là khi mà mọi người sử dụng ấy thì các chị mọi người hoàn toàn là yên tâm luôn. Đó, và cái dây này thì kể cả như sau này có bị bẩn ấy, các anh chị có thể tháo cái này ra, tháo cái dây này ra, thi thoảng mình đánh cái phần viền này đi ấy, thì lúc nào nhìn cái đồng hồ của mình nó sẽ rất là mới, đúng không ạ? Và cái dòng solar pin năng lượng mặt trời thì tuổi thọ pin nó lâu nhá, nhưng mà thường thì theo như khuyến nghị của nhà sản xuất ấy thì nói chung là mọi người cứ tầm chục hơn chục ngày thì các chị mọi người lại phơi nắng hoặc chiếu đèn một lần giúp em, thì như thế thì cái pin lúc nào nó cũng sẽ được sạc đầy vào ấy, thì nó sẽ chạy nó rất là ổn định luôn ấy. Bản này thì có size đó là size 44.8 nhé. Và càng của mẫu này sẽ là 52. Bản này mang phong cách thể thao, nam tính, mạnh mẽ và dành đến cho anh nam tay vừa và hơi to. Đây là một cái mẫu màu mặt rất đẹp, rất là dễ đeo. Đấy, dành cho các anh nam nhé, mang phong cách thể thao. Bản này thì em đang để cho cả nhà mình đó là 2.150.000. 2.150.000 và mẫu này sẽ ở mã 154. Lưu ý cho em là mẫu này nó không về hộp đâu ạ. Nó chỉ về nguyên đồng hồ thôi nhé mọi người nhé. Người ta quấn ở trong một cái bọc xốp ấy. Đó, sau đó người ta đúc ở bên trong của cái này này. Mọi người đúc bên trong một cái hộp nữa. Đó, mã 154. Tiếp theo sang ở mã 155. Phiên bản 155 em lên cho cả nhà mình một cái mẫu của nữ đây này. Đây là mẫu của nữ nhá. Dạ vâng, đây. Cái bản nữ này này, đây là một cái bản mà em có về là cũng có hộp đầy đủ nhá. Đây, đây là mã của nó này. Đấy. Đây là sổ này, mã này, ngày mua hàng này. Đây là bản Citizen Eco Dry và nó là bản nữ. Đây. Cái này hôm trước em cũng có một cái bản của nam đấy. Nhưng mà cái bản nào của nam em không nhớ là có còn hay không. Đây, đây là bản Citizen Eco Dry này, pin năng lượng mặt trời nhá. Nó có một lịch này, ở vị trí góc 3 giờ này. Ở đây mọi người thấy không? Nó là một phiên bản made in Japan, tức là phiên bản nội địa của Nhật. Nó được sản xuất, lắp ráp tất cả các chi tiết linh kiện đều tại Nhật hết nhá. Ở đây nó có cả các cái quốc gia trên thế giới này, đúng không ạ? Các cái tọa độ ví dụ như BKK này, đó chính là ở Bangkok này. Đó, tức là nó có GMT giờ thế giới luôn. Với cái GMT giờ thế giới này thì mọi người sẽ rất là dễ thuận tiện cho các cái công việc mà di chuyển của mọi người. Ví dụ mình mà đi đến đâu đó đúng không ạ? Thì mình sẽ reset nó về đúng cái múi giờ của quốc gia đó, nó rất là thuận tiện nhá. Eco Dry này. Thường các cái dòng này thì người ta sẽ sử dụng đó chính là kính sapphire. Dạ vâng, kính sapphire. Dây này, phay xước này, đúng không ạ? Đây chốt khóa nguyên zin này, mặt trước bản sau. Bản này thì còn rất là mới, mặc dù là mẫu này thì cũng mua cũng có lâu lâu rồi nhưng mà bản này thì rất là mới, rồi người ta cũng không có đeo. Đây là mẫu Eco Dry pin năng lượng và sử dụng của dòng Radio Control.
tức là cập nhật giờ theo sóng của đài radio. Và hiện tại thì trên thế giới thì nó sẽ có 4 quốc gia thì nó sẽ có 4 trạm thu phát sóng, đó là bên châu Âu, Mỹ, Nhật và bên Trung. Còn đối với Việt Nam mình thì mình sẽ phải chỉnh thủ công nhé. Thì mọi người có thể là tìm về dòng đó là Citizen H240, hoặc là mọi người tìm về cái thì hoặc là H145 ấy, thì nó sẽ có cái cơ chế chỉnh của nó cũng gần tương tự như vậy. Giờ thì em sẽ chỉnh trước cho cả nhà mình. Thế còn nếu mà mọi người mà muốn tìm hiểu sâu hơn, đúng không ạ, thì các anh chị có thể nhắn qua Zalo thì em sẽ gửi cái đường link cho cả nhà mình để cho các anh chị mọi người có thể là xem các cái hướng dẫn. Bàn này thì size 27.3 và càng của mẫu này sẽ là 34.4 nhá. Đấy, đây là chốt khóa này, mới lắm, mới như chưa sử dụng luôn ý. Và cái này là bản Eco Dry, pin năng lượng mặt trời, radio control, và dành đến là cho các chị nào mà nữ tay vừa và nhỏ, tầm cổ tay khoảng độ từ 16 trở xuống nhá mọi người nha. Tầm cổ tay 16 trở xuống. Và bản nữ này thì cái dòng này nó khá là đắt ấy, nó tương đương với cả một bản cơ ấy, chứ không hề rẻ, không hề rẻ hơn bản nam đâu nhá. Bởi vì bản nữ nó còn đắt hơn cả bản nam. Thế mọi người đừng nghĩ là size nhỏ thì nó sẽ là sẽ rẻ hơn nam đâu. Đấy, bởi vì là nữ người ta cần đến là cái sự cho chút tỉ mỉ hơn, nên là thường giá bao giờ cũng sẽ phải cao hơn bản nam rất nhiều. Đó, mẫu này giá hãng của nó cũng phải dao động rơi vào tầm khoảng hơn 8 triệu đối với phiên bản này. Bản này em đang để cho cả nhà mình mẫu này đó chính là 2 triệu 8 nhé. 2 triệu 8 mới nguyên luôn, rất đẹp. Đó, nếu mà có sử dụng chẳng sử dụng 1-2 lần và gần như không thấy có vết xước sát gì cả. Và mẫu này sẽ ở mã 155, 2 triệu 8, mã 155. Tiếp theo di chuyển sang ở mã 156. Phiên bản 156, à đây em lên cho cả nhà mình một cái mẫu cơ này. Đây là bản cơ. Bản này thì em không có về hộp đâu, nó chỉ về nguyên đồng hồ thôi. Đây là mẫu cơ của Seiko Premier Automatic Made in Japan, tức là phiên bản nội địa của Nhật nhé. Cũng được sản xuất, lắp ráp tất cả các chi tiết và linh kiện đều tại Nhật hết. Bản này có kim 24 giờ này, có lộ tim ở vị trí góc 9 giờ này, dòng Premier, tức là cũng là một cái dòng cao cấp của Seiko đấy ạ. Đó, ở đây sử dụng dòng máy 4R39 à, nhìn dưới nhỏ, chữ nhỏ lắm, không nhìn rõ lắm. Để một lát nữa em sẽ nhìn ở đằng sau máy. Mặt bên trong thì có cọc số La Mã này, có các cái mặt kẻ caro phía bên trong này. Đấy, đây là phần viền nhá, vừa sáng bóng này, núm này. Đây cái núm này. Đó, tức là vừa là cơ tự động và vừa có chậu có tay đi kèm. Ở đằng sau đây nó sẽ có thông số, đó là Made in Japan, tức là phiên bản nội địa nha. Được sản xuất lắp ráp tại Nhật luôn đúng không ạ? Và ở đây là top sapphire crystal, tức là sapphire nguyên khối này, tức là kính sapphire, thì nó giúp cho cái đồng hồ mình chống chảy chống xước rồi này. Độ chống chảy độ chống nước của nó sẽ là 10 ATM này, stainless steel, sử dụng dòng máy 4R39A nha của Seiko. Đây là một cái dòng máy cao cấp đấy ạ, bởi vì các anh chị biết là cái dòng máy của Seiko thì nó có dòng máy 4R ấy, thì nó có dòng máy 4 đầu tiên là dòng máy 4R35A đúng không ạ? Và dần dần nó nâng cấp lên từ dòng máy 4R36 này, sau đó là 39 này. Đấy, thì đây là cái dòng máy mà nó có đến 24 chân kính nhá. Vì chân kính của nó càng cao ấy thì nó sẽ giảm được hết các cái lực ma sát đúng không ạ? Ở phía bên trong này. Vì thế cho nên là nó sẽ có cái độ tích có tốt đúng không ạ? Rồi là sau đó là nó sẽ có cái độ chuẩn chính xác giờ cao. Đấy, thì với các cái chân kính của nó càng cao ấy thì nó sẽ lại càng rất là ok. Thời gian tích cóp tối đa của nó phải trên 40 tiếng đấy ạ. Đây dòng máy 4R39 này. Đó, Seiko Premier. Đấy đằng sau nhá. Đây là dây này, chốt khóa. Cái mẫu này thì người ta cũng sử dụng rồi, thế nhưng mà độ mới của nó còn rất là cao, nên là em về em cũng bọc luôn, xi vào luôn ấy. Đây các anh chị thấy không? Gần như là không có vết cháy xước gì mấy đâu. Đấy, rất là sáng, rất là đẹp luôn. Bàn này tiếc là nó không có hộp thôi. Size 40.2 nhá, và càng của mẫu này sẽ là 47.7. Giá hãng của bản này cao lắm, nó còn cao hơn cả của cái dòng preset, đúng không? Cao hơn cả của dòng preset ấy, cái dòng premier này này. Đấy, đeo lên tay này. Dây dài nhá, dây còn dài. Thì tay 18, 18 năm mọi người đều có thể đeo ok hết. Mẫu này thì em đang để cho cả nhà mình ở phiên bản này. Đó là 5.350.000. Dạ vâng, 5.350.000 nhá. Bản này sẽ ở mã 156, 5350 mã 156. Tiếp theo sang ở mã 157. 157 thì em lên cho cả nhà mình đó là mẫu của Invicta. Ở bản Invicta này thì em có vẻ là full hộp này, số thẻ đầy đủ. Thì cái bản này nó sẽ là size to nhá, và dành đến là cho anh nam tay to. Đó, đây là thiết kế theo kiểu dạng như là một cái bình rượu ấy. Được vâng, đúng theo đúng cái bộ sưu tập của nó luôn, đó chính là Invicta Bowl này.
Đấy thì nó là một cái bình ấy, đúng không? Đúng không? Kiểu kiểu cái em hiểu nó là nó giống như cái bình cái phong thùng thùng này này. Đó. Về cái thương hiệu Invicta thì nó là thương hiệu của Mỹ nhá, và ở mẫu này thì nó sẽ có đầy đủ các phần thông số, nó sẽ sử dụng đó là máy của Nhật này, độ chống nước là 100 m nhá, module máy của model của bạn ấy, mã check của nó sẽ là 31834. Và ở đây thì nó có night glow, là tức là chắc là dạng quang ở phần kim giờ kim phút này. Kính của nó là kính Flame Fusion Crystal, thì đây là cái dòng kính đặc trưng riêng, độc quyền riêng của thương hiệu Invicta mà các thương hiệu khác nó không có đâu. Đó là nó sẽ là cái sự kết hợp giữa ưu điểm của dòng kính Sapphire và ưu điểm của dòng kính cứng cường lực. Vì cái kính Sapphire nhá thì nó có độ chống trầy chống xước của nó là tuyệt đối 100%, nhưng nếu như mà bị rơi đúng không ạ, thì nó sẽ dễ vỡ hơn là kính kính cứng cường lực. Thế còn đối với kính cứng cường lực thì nó không có cái độ chống trầy chống xước được tuyệt đối 100%, nhưng mà nó sẽ có cái độ chống va đập của nó rất là ok. Vì thế cho nên là với dòng kính Flame Fusion này, nó là cái sự kết hợp giữa đó là cái độ chống trầy chống xước tốt này, độ chống va đập tốt, đúng không ạ? Thì đấy là cái dòng kính độc quyền riêng của Invicta mà các thương hiệu khác không có. Đây là mẫu có tổng cộng là 6 kim. Nó có kim chỉ lịch ngày, thứ 24 giờ, đúng không ạ? Bên trong này nó có một cái đường dây cáp, hai đường dây cáp này. Đấy, đúng không ạ? Nó nằm thấp hẳn xuống ở phía bên trong tông nền nhá. Đúng không ạ? Nhìn trông rất là đẹp luôn. Bình thường thì mọi người thấy là các cái dây cáp thì cảm giác nó rất là thô cứng đúng không ạ? Nhưng khi cho lên trong cái bản đồng hồ này thì nhìn trông lại rất là khỏe khoắn, nam tính và rất là mạnh mẽ. Đó, đây là phần viền này. Phay xước này, sáng bóng này sẽ kết hợp với nhau. Các chị thấy form của nó sẽ hơi cong cong ôm ôm như thế này. Núm nhá. Dây này, đúng không ạ? Chốt khóa này, mặt trước mặt sau. Đây là mẫu pin 6 kim. Đây các chị thấy là giá của nó đây khá là cao. Đúng không ạ? Nếu mà bình thường cũng phải rơi tầm hơn chục triệu. Nhưng mà thường thì các cái thương hiệu này thì người ta hay có các cái chương trình sale, sale giá rất là sâu, đúng không ạ? Vì thế cho nên là đôi khi là mình cũng đấu được các cái giá rất là tốt trên các cái sàn trang của Mỹ này, hay là hoặc là trang của Nhật. Đấy thì người ta cũng có các cái giá đấu rất là tốt luôn. Bàn này là size 47.8 nhất, và càng của mẫu này sẽ là 56.3. Đó, bàn này dành cho anh nam tay vừa và hơi to. Và mẫu này thì em đang để cho cả nhà mình đó là 3 triệu. 3 triệu và mẫu này sẽ ở mã 157. 3 triệu mã 157. Mới nguyên chưa qua sử dụng nhá, có hộp số thẻ đầy đủ. Khi hàng tới nơi rồi các anh chị cứ mở ra kiểm tra. Trên video em có thông báo như thế nào thì khi nhận hàng mọi người sẽ nhận hàng như vậy. Tiếp theo sang ở mã 158 ạ. Khi mà 158 thì em lên cho cả nhà mình đó là mẫu của Fubo, Fubo Design. Đấy, đây là quyển sổ này. Đấy, đây nhá, quyển sổ này. Cái này là mua tại cửa hàng luôn. Cái cửa hàng ở bên Nhật luôn, nên là người ta sẽ có ghi đầy đủ luôn này, và có chuyện luôn cả dấu ở tại cửa hàng luôn này. Đấy mọi người đúng không ạ? Đối với bản Fubo Design này, đây là bản Made in Japan, tức là phiên bản nội địa nhá, được sản xuất lắp ráp tất cả các chi tiết linh kiện đều ở tại Nhật hết. Đây là mẫu cơ tự động có chợ có tay đi kèm. Nếu mà nhìn xa xa thì hơi kiểu dáng giống như là của Hamilton, đúng không ạ? Hơi hơi kiểu ấy, nếu mà nhìn xa xa. Đấy, nó có phần lộ này, viền này, viền đấy, kim giờ kim phút kim giây nhá. Mặt này, đây là viền này, sáng bóng này, núm này. Dây thì nó sẽ làm theo kiểu dạng sáng bóng nhá, chốt khóa nguyên zin. Đây ở đằng sau đáy này thì nó sẽ có, đó chính là lỗ cơ này. Độ chống nước của nó sẽ là 50 TM. Đấy, chợ Made in Japan. Đấy, nó vẫn sử dụng, đó là đây chuyện của nó là Fubo đây, sử dụng bộ máy cơ của Nhật. Tag mark thì nó cũng sẽ có đầy đủ. Ở mẫu này thì có size mặt đó là size 37.8, và càng của phiên bản này sẽ là 43.8, và dành đến là cho anh nam tay vừa và nhỏ nha. Cái mẫu này em thấy là cái mẫu Fubo mà size nhỏ nhất từ trước đến giờ luôn ý. Vì thường các cái mẫu của Fubo size của nó cũng khá là to, thường thì ít nhất phải rơi vào tầm trên 40 trở lên cơ. Đấy, nhưng ở bản này thì size nhỏ và dành cho anh nam tay nhỏ. Đấy, tay vừa cũng đeo được nhá. Mẫu này em đã để cho cả nhà mình ở mẫu này đó chính là 3 triệu 1 ạ. Đấy, vâng, 3 triệu 100 nghìn, mã 158. Đấy, mới nguyên, full hộp, chưa qua sử dụng nha. Giấy tờ, sổ sách đầy đủ. Tiếp theo sang ở mã 159. 159 thì đây em lên cho cả nhà mình, đây là mẫu của Savatamara, thương hiệu của Ý này. Đây là mẫu cũng chạy 6 kim, chạy chrono. Và có, à em xin lỗi, bàn này không phải chạy chrono Grab, mà bàn này nó sẽ chạy đó là thứ ngày và 24 giờ. Mặt trắng nha, cọc la mã này. Cái kiểu ấy nó sẽ giống với là của GC, đúng không ạ? Rất là giống với là của GC. Các chị đeo tay bản này thì thật sự không thể chê điểm gì luôn.
Vì thường thì nó sẽ hay làm các cái bản mà nó kiểu kiểu như là của Salvatore, nó kiểu size nhỏ hơn hoặc dây da ấy. Đúng không? Nhưng ở bản này này nó lại là bản dây thép mặt trắng nha, mặt trắng bên trong này mọi người không? Đó, rất là sáng luôn nhá. Đây là phần viền thép trắng này, dây thép trắng này, vừa phay sức vừa sáng bóng này, chốt khóa nguyên zin. Đấy đằng sau này có mã số đầy đủ nhá. Tag mark cũng sẽ có đầy đủ luôn. Đó, tag mark đầy đủ. Chạy đầy đủ các chức năng nhá. Em test luôn cho cả nhà mình này, các chị bấm vào đây này. Thứ này, ngày này. Thấy chưa? 24 giờ thì nó sẽ xoay theo cái kim giờ kim phút rồi. Mẫu này có size mặt của nó sẽ là size 41.8 và càng của phiên bản này là 50.7. Đó, càng 50.7 này. Mặt đồng hồ rất đẹp nha. Bản này thì em đang để luôn cho cả nhà mình ở mẫu này, đó chính là 2 triệu nhá. 2 triệu mã 159. Tiếp theo sang ở mã 160 và cũng là mã hàng cuối cùng của trong video ngày hôm nay thì em lên cho cả nhà mình, đó là mẫu của Capri Watch. Đây là một cái thương hiệu, cũng là thương hiệu của Ý luôn. Bản này thì qua sử dụng rồi nhưng mà độ mới của nó còn rất là cao bởi vì là nó được làm bằng cái chất liệu đá ceramic ấy. Nên các chị thấy không? Kể cả như là đã qua sử dụng đúng không ạ? Một thời gian rất lâu rồi. Cái này chỉ việc mình lau đi là sẽ lại sáng bóng và rất là đẹp luôn. Đấy, nhìn cho rất là khỏe khoắn nhá. Đây nó bị bẩn bẩn một chút này. Đây các chị thấy này, lau đi này. Thấy chưa? Đấy, nhìn nó lại như mới luôn ấy. Nên là kiểu dạng như là cái màu của nó rất là bền theo thời gian và thường là các cái đá ceramic mình càng đeo ấy thì nó lại càng kiểu nó càng lì và nhìn nó lại càng sáng càng bóng. Ở bản này thì nó có mặt khảm của nó ở phía bên trong nhé. Khảm. Đó, mẫu này thì cũng chạy 6 kim, chạy chronograph, mẫu này chạy chronograph, chạy kim 24 giờ. Ở đây mọi người sẽ thấy là kim nó đứng im đúng không ạ? Thì ở cái kim dưới này này, nó sẽ là kim giây, kim giờ, kim phút, còn cái kim to đùng này này thì nó sẽ là cái kim giây nhưng mà nó chạy cho chức năng chronograph nha. Kim này nó chạy được một vòng thì kim này sẽ nhấp một khớp này. Mặt khảm màu bên trong nhá, rất đẹp. Cọc số này thì nó có gắn đá nha. Đường taximeter này. Đây mọi người sẽ đem lau qua một chút xíu chỗ này cho các bạn nhìn thấy không? Đấy. Nó rất là sáng đây nhá. Cái dây này của nó cũng thế này. Đấy mọi người thấy không? Sáng luôn. Đấy. Nên là kể cả mọi người sử dụng một thời gian dài, lâu bao nhiêu năm đi sau nữa thì đây các chị thấy không? Đằng sau đáy này nó cũng đã có xuất hiện các cái vết xước rồi đấy. Thế nhưng mà đằng trước này có gì vấn đề gì đâu. Đúng không ạ? Dây này còn rất là đẹp. Ceramic band đây này. Sử dụng máy Mizuta nhá. Ở phía bên trong có đầy đủ thông số luôn. Bản này đẹp lắm, phải nói là rất là đẹp, nhìn chung nó khỏe khoắn và sang. Size 41 và càng của mẫu này sẽ là 48.6. Đấy, như tay em là 16.5 này. Đúng không ạ? Em đeo vừa nhưng mà đẹp thì vẫn phải tay 17 trở lên. Một cái size quốc dân đúng không ạ? Đấy. Bản này em đang để cho cả nhà mình, đó là 1.950, 1.950.000, mã 160. Và cũng là mã hàng cuối cùng ở trong video ngày hôm nay nhá. Thì mọi người yêu thích ở mã sản phẩm nào thì các chị có thể liên hệ đặt hàng theo số hotline và cũng là số Zalo của em. Đó là số 0858585 quý 2, hoặc có thể để dưới phần comment bình luận. Cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn gặp lại cả nhà mình trong video tiếp theo. Và mọi người hãy bấm đăng ký kênh để có thể liên tục cập nhật mã hàng mới bên em. Dạ vâng, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình ạ.